hoang mạc Kenya. Sư tử rất đông, thái độ vô cùng nghiêm túc, bởi đây là một trận đánh quan trọng. Oh my god. Một con trâu rừng đầy khí phách, nó đang trong giai đoạn phát triển đỉnh cao của sự nghiệp, sức mạnh có thể gánh vác cả giang sơn. Thời thế tạo anh hùng, nó nhìn ra đồng cỏ xa xăm mà không hề sợ hãi. Nó đã sẵn sàng cho cuộc chiến sinh tử lần này. Trận đánh bắt đầu. Mang cặp sừng chết chóc, nó lao thẳng vào quân thù. Sư tử cũng chia nhau hành động, kẻ tám lạng, người nửa cân. Chiến thuật phe nào tốt hơn thì phe đó sẽ chiếm thế thượng phong. Con trâu với nền tảng thể lực sung mãn, nó liên tục xoay tròn để đánh bay bất kỳ con sư tử nào lao vào. Tuy nhiên, nó có một điểm yếu tai hại. Phần thân sau không có vũ khí và hơi chậm chạp. Sư tử dần dần lấy lại thế trận. Bởi chúng có quân số rất đông, sư tử cái cực kỳ nhanh nhẹn. Đặc biệt, trận chiến này, sư tử đực cũng tham gia. Một sức mạnh khổng lồ để rì ngã đối thủ. Những tay thừa săn số 1 của đồng cỏ đã nhắm vào điểm yếu nhất của con trâu. Đó là chúng dồn lực tấn công từ phía sau. Con trâu rất khỏe, nó gồng lại sức kéo của 3 con sư tử cái. Nó phải di chuyển. Nếu để sư tử vật ngã xuống mặt đất, nó chỉ có con đường chết. Một con sư tử cái đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Nó gặm ở vị trí rất gần với đầu con trâu. Rõ ràng, con trâu không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Nó cố rướn hết cỡ cái đầu, đưa chiếc sừng nhọn hoắt xuyên trúng một sư tử cái. Cứ thế nó bắt đầu ra đòn móc hút kinh điển. Con sư tử cái gặp nạn không có cách nào thoát ra được. Nó đau đớn quằn quại. Cuối cùng, một mảng da thịt lớn trên mình sư tử bị xé toạc, nó mới thoát được. Sự hung hăng của con trâu làm bầy sư tử chùn bước một lát. Con sư tử cái bị thương rất nặng, nhưng nó cố gắng bám trụ để cổ vũ tinh thần cho đồng đội. Oh my god! Giờ sư tử đực chính thức tham chiến. Rất mạnh. Suýt nữa là đánh ngã con trâu. Nhưng độ lì lợm và sức mạnh của tuổi trẻ đã giúp con trâu đứng vững giữa đất trời. Cuối cùng sư tử đã quyết định từ bỏ cuộc săn. Trận chiến sinh tử kết thúc, con trâu kiêu hãnh rời đi đầy tự hào. Trong trận chiến lần này, sư tử tổn thất nặng nề. Chúng đã vắt kiệt sức lực mà chẳng thu được kết quả gì. Một thành viên bị thương quá nặng, khó sống tiếp. Sư tử mất đi người anh em chí cốt trong bầy đàn. Oh my god.